Con người mà sống trong cái cõi đời này mà an lạc tự tại là không bị vật chất buộc ràng, không bị danh lợi buộc ràng, không bị sự thành bại buộc ràng. Vậy thì nó mới có được cái tự tại mà khi mình học Phật. Những đức thấy có những người ta đối với danh lợi người ta nặng lắm, rất là nặng. Nhưng cuộc đời con người mình sanh không mang đến, chết không mang đi, vậy à? Có cái gì mà cầm theo được đâu, thế rồi. Những đức coi lịch sử mà những đức thấy có những vị mà anh hùng hào kiệt quanh quanh liệt liệt, nhưng cuối cùng cuộc đời của họ cuối đời có cái gì đâu, không có gì tồn tại. Mình càng nhìn nhận sâu sắc rồi mình thấy rằng là cuộc đời con người sống mà mỗi ngày mà sống an vui tự tại mà có phương hướng giải thoát là những đức thấy hay nhất. Còn con người mình nếu mà nó có phước nha, tự nhiên nó đến, có phước tự nhiên đến. Thí dụ những đức mỗi ngày, những đức lo cho đại chúng trong chùa, tự nhiên vậy có những người người ta cầm tiền đến, người ta đưa mình đi nuôi các cụ. Có khi không phải là những Phật tử ngồi ở đây đâu, những người tự nhiên đâu lạ quắc lạ quơ đem tiền đến đưa mình nuôi cụ già. Nên rõ ràng là khi mình giúp người thì mình đừng có nghĩ cái người đó trả ơn cho mình. Nhưng mà tự nhiên á, cái duyên người ở đâu người ta đến. Nên mình giúp người thì cứ giúp người, dù là người đó người ta có phỉ báng hay người ta có bắt cằn mình hay chăng nữa kệ. Mình có cơ hội giúp người, đây là thiện tâm, thiện tâm sanh phước báo, hiểu không? Đây là tốt rồi đó. Giúp người là tu phước duyên, chứ không phải giúp người để cầu người giúp mình, không phải. Nghĩa là mình giúp người mà mình cầu người giúp mình dễ sanh phiền não. Tại vì mình có cái tâm mong cầu, nên khi mình giúp người mình muốn người giúp mình là tâm mong cầu, hiểu không? Nên từ nơi đó mà giúp người đừng đợi người trả ơn cho mình. Mỗi ngày giúp được người làm việc tốt là mừng rồi. Cuộc đời có người như vậy là quá có ý nghĩa. Còn nếu chi cầu cái việc người ta trả ơn mới làm như thua. Nên mỗi một người chúng ta học Phật phải nhận thức được chỗ này. Nên những đức thấy rằng là mục tiêu của mình học Phật là mỗi ngày niệm Phật và không buồn giận ai để trong tâm. Đây là nguồn gốc chính nhất. Khi quý vị không buồn giận ai để trong tâm thì quý vị không có chi cầu với người ta, không có đòi hỏi từ người ta, nên mình không có buồn giận người ta để trong tâm. Tại sao mà cái cuộc sống ở thế gian chúng ta sống thường là gặp sự cố là khi người ta thương mình mới mốt người ta hận mình. Vì cái tình thương nó có dụng ý, nên thương rồi nó mới hận. Còn nếu như mình thương là mình thương giữa con người với con người là phải thương nhau, giữa con người với con người là phải sống có đạo đức cùng sống với nhau. Chứ mình đâu có chi cầu từ con người đó, vậy làm gì mình có tác dụng phụ là mình buồn giận hận người đó đó mà mình khổ đau cho chính mình. Cả vợ lẫn chồng, cả anh em, gia đình dòng họ gì cũng vậy. Con người mình thường bị khổ đau là do tình thương đặt vấn đề nặng, và cuối cùng khi nó có sự cố gì thì nó quay lại sự khổ đau chính mình rất nặng nề, rồi sanh ra hận thù. Nên mình bây giờ mình tu, mình nên cởi mở cái tâm tư mình ra. Tại vì đối với cái cõi đời này mình không có gì mà sách theo được đâu. Dù mình có tạo cỡ nào cũng không có sách theo nó đâu. Con cháu gì cũng vậy. Mình đã thấy rõ ràng bao nhiêu con người sanh con cực khổ, nuôi con khôn lớn, tạo cho con sự nghiệp gia đình. Nhưng cuối cùng quý vị thấy rằng có khi con nó còn trả đũa lại cho mình những lời nói làm mình đau lòng. Sự thật là trước mắt mà. Không lẽ bây giờ mình nuôi người ta, mình lo người ta rồi, bây giờ người ta trả đũa lại mình đi khổ. Vậy thì giống như mắt chì lắng chài luôn, đúng không? Mắt sạch hết trơn luôn, nó không còn cái gì tồn tại chứ. Chúng ta phải làm sao biết sống, làm sao mà chính mình biết sống an lạc. Đây là cái sống đặc biệt. Nó đừng có chi cầu cái bên ngoài. Người ta cho mình niềm vui, người ta cho mình cái khổ đau, vậy mình bị nô lệ từ cái người ta cho mình vui, người ta cho mình khổ. Mình phải làm sao tự mình cho mình được niềm vui và cho mình được tư tưởng sống an lạc tự tại. Con người như vậy mới là con người thật sự thông minh. Tại vì mình biết dung bồi cho mình. Có những cái người ta làm mình đau khổ thì mình suy nghĩ đây là chất độc. Nếu như mình đem để vào tâm thì mình bị trúng độc. Mà nếu tiếp tục buồn nữa thì chúng tiếp tục mũi tên độc nữa. Chúng một mũi tên độc đã thấm thiết. Vậy mà còn buồn để trong tâm, ngủ không được, ăn không được. Nên chúng tiếp tục từng mũi tên, từng mũi tên. Nhiều người chúng ta là chúng tên liên tục quý vị.
chúng ta liên tục. Có khi chồng la gầy tát tay một cái, cả đêm đó nhìn thấy bao nhiêu cái tát tay vào mặt để khóc. Nên chúng ta liên tục mình mẩy bầm dập bấy ba. Chính mình đúng ra chúng có mũi tên nè, mà không biết cách để mà rút mũi tên nó ra. Vậy mà tiếp tục đi dùng thêm nhiều mũi tên để bắn vào người mình thêm nữa. Đây là chính mình hại mình hay là người hại mình? Hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Mình hại mình chứ không phải người hại mình đâu. Nhớ đó. Nên người tu hành đối với danh lợi thành bại đừng có nặng nề. Đây mới là thật sự người có tâm tu giải thoát. Đừng bao giờ phiên người ta buông xả mà mình vớt. Khổ lắm á nghe không? Nhớ quý vị, rất là nhiều người chúng ta rất là khổ, kêu người ta buông mà mình lụm á. Đó là khổ lắm. Nên mỗi ngày cũng sống rất là tự tại, có gì đâu quý vị. Nó có gì đâu mà nó nặng nề đâu. Ngày nào cũng là ngày sống rất là đặc biệt. Dịch bệnh cũng sống được tốt, mà không dịch bệnh cũng sống bình thường. Quý vị thấy đi đến chùa mình, ngày nào cũng là ngày bình thường nha quý vị. Quý vị thấy dịch bệnh cũng là ngồi gì, mà không dịch bệnh cũng ngồi gì đúng không? Giết rồi nó tập ai cũng thấy bình thường hết chứ đúng không? Nó có gì đâu lo. Nó hôm qua gặp có bốn bà cô này từ An Giang lên đây cộng tu. Bà gặp những đức bà nói mỗi năm đi cũng đông, năm nay mấy bà đã không dám đi nữa. Những đức hỏi như sao? Ở đây có lựu đạn. Bà nói mấy bà sợ dịch bệnh. Những đức nói bây giờ đâu có dịch bệnh gì đâu sợ. Nói, nhưng mà mấy bà sợ. Nó ừ sợ ở nhà đi. Đúng không? Thì thấy không, con người người ta cứ sợ cái mà mình bệnh và chết, trong khi quy luật bệnh và chết thì quá tự nhiên. Quy luật bệnh và chết thì tự nhiên mà đi sợ bệnh và chết. Sợ già, đúng không? Làm gì chúng ta đi sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Đây là quy luật tự nhiên. Tất cả cái gì hiện hữu trên cõi đời này nó đều phải già và phải bệnh và phải chết chứ. Quý vị nhìn một chiếc lá, quý vị cũng nhìn ra được quý vị nữa. Một chiếc lá non rồi từ từ lớn lên, rồi chiếc lá vàng rồi rụng là chết đó, vàng là già. Quý vị thấy một cái quy luật của cái cây, quý vị cũng nhìn được chính bản thân mình nữa. Có cái gì ở cái cõi đời này mà tồn tại không? Dù nó có thọ cỡ nào đi chăng nữa thì một ngày nào cũng chết. Không có một cái vật nào ở cái cõi đời này mà tồn tại chứ. Tại vì cõi này là không có tồn tại. Nên Phật mới nói là cảnh giới thành trụ hoại không, thân sanh già bệnh chết, đúng không? Không có cái gì tồn tại. Đã là không có gì tồn tại, vậy thì chúng ta cầu tồn tại là khổ rồi. Cầu tồn tại là khổ. Sống bình thường mới tự tại. Con người sống bình thường mới tự tại. Còn cầu nó phải tồn tại là rất khổ. Thế giới cực lạc không cần cầu tồn tại nó cũng tồn tại. Vì đó là bổn nguyện tồn tại. Còn ở đây nó không có tồn tại. Ở đây là cảnh giới thành trụ hoại không. Thanh cái thân thì sanh già bệnh chết, đúng không? Nên từ nơi đó mà bản thân mỗi một con người chúng ta phải giữ mình cho thật là tốt. Giữ mình cho cái tâm nó thoải mái an lạc. Đây mới là một con người trí thật sự. Đừng có nhìn góc độ từ người khác để làm cho mình phải khổ không chí. Đó. Nhưng mà cái nhân tố ở cái cõi đời này rất nhiều thứ làm cho chúng ta phải khổ. Vì cái nhân ở cõi đời này mà không khổ thì không phải là ở cõi đời này. Con người đến cõi đời này để làm cái gì? Làm khổ. Phải nhớ nha, chúng ta đến đây để làm khổ, tạo khổ. Phải nhớ đó. Đến đây để mà tạo khổ. Phần nhiều 90% là đến đây để tạo khổ. Nếu như chúng ta không khổ thì không phải đi đến đây. Như vậy thì phải làm sao hết khổ? Chấp nhận. Chấp nhận đi đến đây để chịu khổ. Mà niệm Phật giảng sanh thì tự nhiên chúng ta không thấy khổ. Nếu như chúng ta không chấp nhận khổ, chúng ta đổ thừa ông trời, đổ thừa con người cho tôi khổ, vậy thì cái khổ này nó càng tăng thêm. Chúng ta sống một đời này, đến khi ra đi chúng ta càng hạ cấp. Nếu như chúng ta chấp nhận khổ mà chúng ta niệm Phật giảng sanh, vì thì phương hướng chúng ta đang tăng lên đấy, đang tiến, chứ không phải là đang lùi. Còn nếu như quý vị không chấp nhận khổ thì càng khổ, mà khi quý vị ra đi thì nó càng lùi cái cảnh giới xuống thêm. Nên chọn đi.
Nên chúng ta học Phật là gì? Đến cõi đời này là chấp nhận khổ. Nhớ. Chấp nhận khổ để trả nợ. Ai cũng vậy. Phần nhiều, dù là vui buồn gì cũng là có cái khổ nằm bên trong hết. Vì sao? Vì thân này có sanh già bệnh chết mà làm gì không có khổ. Trước nhất là chúng ta khổ vì già, vì bệnh, vì chết nè. Dù là chúng ta có cố gắng làm sao cho nó đừng có già để chăng nữa thì nó cũng phải già. Mà đến lúc nó già nó còn tồi tệ ác đạn hơn nữa. Đến lúc nó chết nó không chấp nhận thì nó chết càng khổ đau ác đạn hơn. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mỗi ngày chúng ta nên sống những chuỗi ngày thật là an lạc bình yên của mỗi ngày nè. Hãy hưởng những niềm vui hiện tại mình đang có. Đừng suy nghĩ những cái xa vời mà chúng ta chưa dối tới. Cái mà chúng ta dối tới hàng ngày nè là gì? Cầm máy bấm số đi đâu cũng A Di Đà Phật. Đừng cầm điện thoại chứ cho nó mệt. Cầm máy bấm số vẫn là hay. Cầm máy bấm số, hoặc là nếu cái điện thoại nghe pháp được thì lúc nào nghe pháp cầm lên nghe một chút thôi, rồi là xong buông qua bên, ai gọi nghe. Còn buông ra cái máy bấm số đặc biệt nhất nè, đi đâu cũng cầm theo, A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm, cứ vậy thôi. Người ta không bấm, mình bấm. Cái máy bấm số này những đức gọi là cây súng mà bắn tham sân si nè, bắn như người ngủ gục. Các vị thấy rằng ngồi một chút xíu thôi mà nó ấm ấm thôi là bắt đầu. Chút xíu thôi, quý vị thấy không? Xin thưa quý vị rằng những đức học Phật trong vòng 3 năm. 3 năm đầu hiu hiu một chút. Qua 3 năm thôi người những đức thường là tỉnh nhiều. Dù cả đêm không ngủ cũng tỉnh nữa. Vì thấy để ý những đức con người lúc nào cũng tỉnh. Phần nhiều. Ít bây giờ quý vị thấy những đức mà sù sụ lắm. Hoặc là có người những đức mà khi gặp ai mà nói là than thở không có đâu. Không có. Hiểu rồi. Nên sống bình thường đi. Đó. Đặc biệt nhất quý vị coi, sống bình thường lo được cho 500-600 người ổn định. Sống mà gọi là muốn cao xa thì một mình lo chưa xong. Lạ thay. Việc này lạ thiệt á. Nên quý vị biết rằng vì sao chùa mình chủ nhật từng nào cũng đông như vậy? Nhất định là nó phải đặc biệt làm sao. Đặc biệt ngay chỗ nào? Nhiều khi người ta niệm Phật làm chính nhất luôn. Nên có một đoạn nè rất hay nè: hễ có tính tâm niệm Phật thì tội lớn cũng diệt, không có tính tâm thì tội nhỏ vẫn còn. Nên hổ thẹn là mình không có tính tâm. Nếu niệm Phật mà có tính tâm dù tội lớn thì cũng diệt, nhưng mà không có tính tâm dù tội nhỏ vẫn còn. Không tính tâm là chúng ta như thế nào? Nó lừng chừng. Quý vị biết rằng cái cuộc sống ở đời này, con người mà thất bại là toàn là con người gì, biết không? Lừng chừng không à. Mà cái bệnh lừng chừng là cái bệnh của chúng sanh chúng ta, đa dạng lừng chừng. Khi mà những đức mà ngồi nói chuyện với ai mà cái kiểu mà chưa làm được việc nhỏ mà cứ là nói trên trời dưới đất không, những đức nói cái thứ này toàn là thứ thất bại. Mà bây giờ là thường là vậy thôi. Việc nhỏ thì không làm đâu, mà nói chuyện trên trời dưới đất là việc lớn. Không được đâu bạn ơi. Bạn muốn làm việc lớn, bạn muốn làm việc nhỏ, hiểu không? Không có ai mà tự nhiên đi học lớp 12 bao giờ. Phải nhớ từ lớp 1 không. Nên con người đặc biệt nhất sanh con ra mà dạy con cái tư tưởng gì, biết không? Nó phải có một cái sự kiên nhẫn và chịu khó, con người nó mới thành công được. Con người từ kiên nhẫn chịu khó thì con người mới thành công. 100%. Từ kiên nhẫn chịu khó mới thành công. Quý vị hôm qua ở đây không biết có ai coi mà những công đoạn mà của những đức ngày xưa, quý vị coi đi. Phải là người kiên nhẫn chịu khó không? Những đức hồi đó đầu tiên nói chuyện, rất là nhiều người phản bác, nói rằng chú mà tướng tá xấu xí nói chuyện ai mà nghe đâu mà nói hoài. Những đức nói rằng tôi có cơ hội nói là nói, không sợ ai chứ. Bị bắt buộc phải ngồi nghe luôn, không dám không nghe đâu, ngồi để bịt lỗ tai đi. Hồi xưa ấy kiên nhẫn, rồi xong đi vô phòng ngồi một mình cũng
chia sẻ Phật pháp. Hãy kiên nhẫn không? Vài năm sau tự nhiên quen thôi. Không có sự thành công nào mà không từ cái kiên nhẫn mà ra. Như Đức nó bảo đảm, đều từ kiên nhẫn mà thành công. Dở cỡ nào dở, chỉ cần kiên nhẫn có phương hướng chuẩn xác là thành công, đã nhắm được mục tiêu. Nên những Đức từng nói rằng một con người á, hãy nhắc nhở mình điểm này nè: phương hướng và cố gắng chọn đi. Có những người ta nói cố gắng đặc biệt hơn phương hướng, sai. Phương hướng quan trọng hơn cố gắng. Con người muốn thành công thì trước nhất bình tĩnh phải nhắm mục tiêu. Mục tiêu này phải nhắm cho thật kỹ. Nhìn nhận mục tiêu này đã nhiều người làm thành công chưa? Nhắm được mục tiêu này rồi bắt đầu chúng ta đã nhìn nhận được mục tiêu rồi thì cố gắng. Cố gắng không cần suy nghĩ chắc chắn là thành công, vì đã có phương hướng chuẩn. Còn có những người cố gắng mà mất phương hướng, vậy thì càng cố gắng càng sai. Giống như đi lạc đường thì càng đi càng lạc thêm, chứ không nói gì chứ, hiểu không? Ví dụ những Đức ngày xưa mới vô chùa tu, gặp vị thầy chủ trì này thành công. Vị chủ trì này thành công từ phương pháp lễ Phật. Vị chủ trì này thành công từ cái cách nói chuyện đơn giản, hòa nhã, chỉ có vậy thôi. Văn tự rất gần gũi, ông thành công được. Khả năng của ông là cái gì? Là đơn giản gần gũi với công chúng. Những Đức đã nhìn được phương hướng này đã thành công rồi. Từ nơi đó những Đức cứ cố gắng nhắm mục tiêu phương hướng đó luôn, không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Tới bây giờ luôn, những Đức vẫn còn giữ cái phương hướng ngày xưa luôn, vẫn còn giữ phương pháp tu của ngày xưa luôn. Nếu đi xuống đây mà Hòa Thượng không kêu những Đức đổi qua niệm Nam Mô Di Đà Phật đó nghe, những Đức vẫn còn giữ A Di Đà Phật và đúng y rang lễ Phật như vậy luôn, và Lại Quan Âm cũng y rang như vậy luôn. Tất cả những bản cũ ngày xưa những Đức đều giữ y nguyên, không thay đổi gì cả. Tới bây giờ là bây giờ những Đức đi tu hơn 11 năm vẫn giữ y nguyên như vậy, không có thay đổi gì hết, không có muốn nghe ai đổi mới gì hết luôn, giữ y nguyên như vậy luôn. Nó vì sao? Vì những Đức đã nhắm được phương hướng thì những Đức cứ cố gắng như vậy thôi. Bây giờ những Đức thấy rằng mình ở một nơi quanh năm mình ít đi đâu, bây giờ những Đức dùng chiếc máy MP3 để mà những Đức đi. Đặc biệt thiệt, khi những Đức coi ấy, chuyện xưa cách nay mà vài ngàn năm về trước, những Đức nhìn cái thời đại đó phải đi. Còn những Đức nhìn vào thời đại bây giờ nó cũng loạn như thời đó luôn. Nhưng mà thời này không nên đi. Vì sao? Vì thời này không nên đi. Vì thời này không cần đi. Thời này chỉ cần ngồi một chỗ phân thân là đủ rồi. Thời này chúng ta có khả năng dùng thần thông để phân thân. Thời đó không có khả năng phân thân phải đi. Thời chư tổ sư phải đi vì chưa phân thân được. Khi muốn phân thân thì viết sách đưa đi cũng lâu, nên phải phân thân tự mình đi. Còn thời này có thể phân thân đi được, dựa vào khoa học hiện tại để phân thân. Nên thời này lo tu đừng nên đi, rất là phù hợp trong thời đại hôm nay. Thời đại hôm nay đi coi chừng chúng ta sẽ thất bại, vì càng đi thì càng hướng đến danh lợi nhiều quá, nên chúng ta không đủ bản lãnh để vượt qua nên thất bại. Thời này là thời ngồi một chỗ để phân thân thôi, dùng thần thông còn hơn tài thiên đại thánh để phân thân. Quý vị coi, một ngày chúng ta ngồi một chỗ chia sẻ Phật pháp, để lên mạng một cái thôi, một ngày mấy ngàn người coi, thân chúng ta đã biến mấy ngàn con người đang thấy mình. Ai muốn thấy mình tức khắc sẽ thấy mình. Mình sẽ hiện thân giống như hữu cầu tất ứng, muốn thấy thì sẽ thấy, đúng không? Còn ai không muốn thấy thì khoan duyên chi cho nó mệt. Thí dụ như muốn thấy thì sẽ thấy, không cần đi đâu cả, vì thấy đặc biệt không? Nên thời đại hôm nay là thời đại chúng ta có dùng được thần thông. Thần thông gì? Khoa học hiện tại. Dùng khoa học để mà phân thân. Chiếc máy nghe pháp quý vị coi, truyền biết bao nhiêu mà nói. Đặt một lần vài chục ngàn cái đi truyền bá. Những Đức đi khắp nơi nơi tùm lum, nhưng trong khi vẫn ở trụ xứ, không cần đi đâu. Nên những Đức coi lịch sử xưa thì cần đi, thời nay không đi. Không cần phải đi cũng khắp nơi nơi nữa. Nhưng mà đến khắp nơi nơi nhưng không bao giờ bị lưu trữ chỗ đó, không bao giờ bị dính mắc chỗ đó, đúng là tuyệt. Chỉ ở một nơi đây để lo niệm Phật thôi, quá đặc biệt. Nên từ nơi đó, vậy thì những Đức dùng cách này, quý vị cũng dùng cách này được ý.
trang Facebook của mình, tất cả bạn bè trong trang Facebook, chúng ta giới thiệu Phật Pháp cho họ. Đó cũng là một cách phân thân của mình để mở rộng Phật Pháp đó. Rất là hay. Nên như Đức nói cái trang của quý vị nên trở thành một cái trang chuyên tu thì phước rất lớn. Dù quý vị có làm ăn gì đi chăng nữa, trang quý vị là một cái trang có tu hành. Lạ lắm. Có những người người ta không tiếp nhận Phật Pháp nhưng người ta lại tin con người tu. Nó rất là kỳ. Người ta không tiếp nhận Phật Pháp nhưng người ta thích tin con người tu. Và người ta không ăn chay, người ta không niệm Phật nhưng người ta chơi với người ăn chay niệm Phật và tin nhân quả thì người ta lại thích. Nó lạ lắm. Thích nhưng mà người ta không làm đâu. Nhưng mà người ta thích con người đó đó. Tại vì sao? Vì người tu hành ăn chay niệm Phật thì dám chịu thiệt với họ, nhưng chưa chắc. Người ăn chay niệm Phật nếu mà chịu tính thì là lấy cả cái tâm can của họ, chứ không phải là lấy cái bên ngoài của họ. Tại vì sao? Vì cái góc độ của người niệm Phật ăn chay nó thông minh, nó lấy não óc, lấy tâm can bên trong á, thì đã lấy được cái chỗ đó là lấy tất cả rồi, hiểu không? Nên từ nơi đó, nhưng mà trước mắt thì giống như là chịu thiệt, chịu hạ mình. Nên từ nơi đó quý vị phải biết rằng cái trang Facebook của mình mà trang chuyên tu thì người vào trang Facebook mình là toàn bộ là người sẽ chịu tu. Mình sẽ gũ được nhiều người biết tu, sẽ kết bạn cùng mình. Khi mình gặp sự cố gì thì những người tu mới là người giúp mình. Dù là bạn bè ngoài đời rất nhiều nhưng mà khi gặp sự cố mất tiêu chứ. Nhưng mà lạ thay, những người tu có thể là dù là đêm phia nửa đêm người ta cũng tìm đến để người ta giúp đỡ mình. Vì sao? Vì người ta tin nhân quả, người ta có đạo đức, người ta tin nhân quả. Bây giờ giúp người mai người giúp mình, nên người ta nghĩ như vậy. Nên từ nơi đó mà khi mình kết bạn được nhiều người tu thì mình sống rất là thấy ấm áp. Hoặc lâu lâu gặp lại nhau, một lần ngồi trên một bàn ăn chay, quý vị cũng không cần uống bia rượu, rượu bia hay là nhạc, nhảy nhạc gì chứ không cần. Con người nó sẽ rất tỉnh táo luôn luôn, là gặp nhau là nó trao đổi về đạo đức không à. Và tự nhiên từ khi mình học Phật, con người mình nó cũng không có lè lẹt như ngày xưa chưa học Phật. Thấy cái chỗ này thôi là thấy mình học Phật đã có lợi ích rồi đó. Lợi ích lớn rồi. Nên tất cả mọi người chúng ta nên biết dùng cái khoa học hiện tại này để truyền tải Phật Pháp. Mà không cần phải đi nhiều. Những đứa đâu có cực phải đi nhiều đâu quý vị. Đâu cần phải cực đi nhiều đâu. Mà quý vị để ý đi nghe. Một thằng ngốc như những đức nhưng mà lạ thay nó có một ý nghĩ lạ như vậy. Nó có rất là nhiều người, người ta thông minh mà người ta rất là cực. Còn những đức ở một nơi thôi mà quý vị thấy cũng hình thành mấy đậu tràng. Đúng không? Nó rất là rõ ràng. Ở một mình lọt cọt vậy đó. Cứ lọ mọ vậy đó. Mà khi mà những đức làm cái gì là những đức thấy làm được. Tại vì sao? Vì những đức có nhiều thời gian để ở một chỗ để niệm Phật. Vì những đứa không có bận tâm nhiều người như người này người kia. Thế thì thấy rằng Phật tử chùa mình đông gì mà không ai rủ Như Đức đi đâu được. Mà cũng không ai dám rủ Như Đức. Vì những đứa đã đưa lưu tư tưởng rồi, ai đâu mà rủ làm chi. Mà đặc biệt luôn là tất cả Phật tử chùa mình cũng không đi đâu luôn. Tại vì sao? Vì ông thầy truyền tải tư tưởng thì sao? Thì họ bị ảnh hưởng vậy. Ảnh hưởng rồi thì cùng nhau không đi lo tu. Còn mình đưa lên tư tưởng đi thì cùng nhau đi. Đi thì phải rủ nhau đi. Bữa nay mình rủ người ta đi thì ngày mai người ta rủ mình đi. Tại vì mình rủ người ta đi thì mai mốt người ta rủ mình phải đi. Đặt cái ân tình của cái nợ đi đó mình phải dính đi chứ. Còn bây giờ tôi đâu có kêu ai đi, tôi đâu có rủ ai đi, thì ai mà rủ tôi đi. Thí dụ như bây giờ mình không rủ ai nhậu thì ai rủ mình nhậu à. Có nghĩa là cái gì cũng do chính mình rủ người ta mà người ta rủ mình thôi, đúng không? Vậy thôi bây giờ chúng ta rủ nhau niệm Phật đi, để mình cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc, đúng không quý vị? Đó, đặc biệt. Thấy chưa? Ví dụ như thanh niên trẻ trẻ đi, nghe Phật Pháp đi, muốn gầy dựng một cái tư tưởng làm ăn sau này là bằng cách nào? Sách vở hả? Sách vở làm ăn, sách vở kinh doanh, sách vở để làm giàu hả? Được không? Tin không? Không thành công. Nếu thành công thì những quyển sách đó nó bán khắp nơi nơi, nó làm giàu nheo nhóc rồi, đúng không? Con người làm giàu là ngay phước duyên, không phải là phương pháp gì hết trơn á. Phước duyên, đã là con người có phước có duyên thì con người sẽ có đạo đức. Con người có đạo đức và có chữ tín, đây là cái tố chất để làm giàu. Chữ tín là tố chất để làm giàu. Chữ tín tố chất của làm chủ, chữ tín tố chất của làm tướng, chữ tín tố chất của làm vua. Đều là chữ tín, không được để mất uy tín.
Quý vị mà có chữ tín và có một phương pháp sống tuyệt vời là đối với danh lợi thành bại không nặng nề, thì người sẽ tự tìm đến quý vị. Dù là một người tầm thường, người ta cũng tìm đến luôn. Người ta đồn để tìm đến gặp quý vị. Nhớ, chỉ cần một người biết, người ta sẽ đồn ra, sẽ có người tìm đến với quý vị. Tự họ sẽ đem cơ hội đến đưa cho quý vị từ lòng tin. Con người muốn làm ăn lớn phải từ lòng tin. Nên nhiều người bây giờ người ta kinh doanh á, người ta đứng ở ngoài đường, người ta kêu người, ta ngoắc người, ta mới có khai trương á, khỏi cần kêu gì hết trơn á. Chỉ cần cái mặt hàng của bạn bán thật là đúng đắn đi, bạn bán đúng đắn đi, bạn có chữ tín đi. Đối với khách hàng, bạn giữ cái tâm từ ban đầu, và về sau bạn phải giữ cho đàng hoàng đi. Bạn biết vì sao mà đồ của Nhật mà người ta tiếp nhận, toàn cầu người ta đều tiếp nhận đồ của Nhật không? Vì nó có uy tín. Nó không phải vì kiếm tiền mà nó đưa ra những mặt hàng để kiếm tiền cho nhiều, để nó bị mất uy tín. Nó khôn là nó giữ cái uy tín mặt hàng của nó. Nên đồ của người Nhật là người ta rất tiếp nhận cao. Quý vị thấy đồ của Trung Quốc không? Ban đầu nó sản xuất ra một chiếc xe thì xe ngon, nhưng càng ngày nó càng giảm bớt nhiên liệu, xe càng ngày càng tệ, nó mất uy tín, nên cuối cùng nó diệt vong về những mặt hàng của nó trên thị trường. Như xe cũ Trung Quốc bây giờ ở nước chúng ta đâu còn bao nhiêu nữa đâu quý vị. Cái thời ngày xưa nó nổi bật, xe của nó quá nhiều trên thị trường chúng ta đúng không? Nhưng mà xe của nó đi tuy rẻ, mẫu mã đẹp, nó không khác gì những chiếc xe Nhật, nhưng cái quan trọng là cái máy của nó không bền, đúng không? Vậy thì chúng ta ra một sản phẩm như thế nào để đứng thị trường vững chắc quý vị? Sản phẩm phải chất lượng. Dù là chúng ta lợi ích nhưng mà lấy uy tín từ 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 từ. Phải nhớ, khi đạt đến một đỉnh cao của uy tín thì tức khắc quý vị sẽ nổi tiếng. Lúc đó rồi quý vị cứ thu gom thôi. Vì sao? Vì có chữ tín là lo thu gom. Còn nếu quý vị mất uy tín thì ban đầu chỉ là gom nhất thời, nhưng về sau ai cũng biết quý vị là mánh khóe gian manh thì người ta tránh xa vậy hết. Nên nhiều người bây giờ kinh doanh đều thất bại là vì sao? Vì mánh khóe. Vừa mở ra một cái gì là tính toán đầu tiên là gì? Là kiếm tiền. Vì nhớ, chúng ta muốn mở ra một công ty xí nghiệp gì đó, trước nhất chúng ta tính tiền đầu tư và tính ra cái vốn mà trụ được mà chúng ta ban đầu không thành. Tính được đi. Tính được là không thành để chi? Để mặt hàng của mình tiêu chuẩn. Lời rất ít. Đối với nhân sự cùng làm việc, chúng ta đầu tiên lương bổng chung chung, nhưng càng về sau càng phát triển thì lương tăng lên cho người ta theo từ đó. Thì tức khắc nhân viên làm việc với mình là tuyệt vời. Chúng ta đưa lên tư tưởng cho họ, mặt hàng chúng ta là gì? Uy tín. Nhất định mặt hàng phải chất lượng. Mặt hàng nào không chất lượng loại qua một bên. Thì nhất định công ty quý vị là công ty nhất định là đứng vững trong thị trường. Dù cho bất cứ thời đại nào đi chăng nữa, người ta vẫn trọng cái gì? Chữ tín. Chữ tín người ta vẫn trọng. Nên thời đại này là thời đại gì quý vị biết không? Thời đại gạt người. Sống trong thời đại gạt người. Nếu như quý vị có chữ tín, quý vị là người cao hơn người khác. Quý vị nhất định quý vị sẽ là người hơn người khác. Quý vị không cần cực, quý vị chỉ cần đừng gạt người. Quý vị chỉ cần sống cho đúng đắn, nhiệt tình vì người, thì người ta tất cả những cái tốt đẹp nhất người ta sẽ tự đem đến dâng cho quý vị. Vì sao? Người ta đem đưa quý vị những cái tốt đẹp, quý vị đưa cho người ta những tư tưởng. Chỉ ngồi một nơi đưa tư tưởng thôi, thì tự nhiên quý vị sẽ có những cái tốt đẹp nhất, mà không cần phải đi chi cầu tìm hiểu nhiều chỉ cho nó cực. Nên cái quan trọng vô cùng phải dám gầy dựng cho chính mình. 5-10 năm chờ vì một cái chữ tín. Nhất định phải gầy dựng chỗ này, không được gạt người khác. Và những đức cũng không có nghĩ rằng là mình niệm Phật để đạt công phu gì hết. Chỉ có niệm Phật thôi. Khi sau này những đức đọc lời của chư tổ sư thì các ngài cũng có dạy như vậy. Và lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thì cũng có những đoạn Hòa Thượng giảng như vậy. Chỉ cần chấp trì danh hiệu Phật, không có bận tâm những cái việc mà vọng tưởng khi mình niệm Phật mà nó phát triển trong tâm mình. Cứ mặc kệ, mình cứ lo niệm Phật thôi. Cái chỗ này chúng ta có thể làm được. Có thể làm được chỗ này.
Nếu như mà có cái tâm chân thật niệm Phật vậy thì càng niệm từ từ quý vị sẽ có cảm giác với cái công đức niệm Phật. Rõ ràng là công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn, cho mình có một cái sự bình an và sự an vui lạ lắm. Và con người mà siêng năng niệm Phật, chân thật niệm Phật, từ từ rồi quý vị không có cái tâm lo sợ nữa, ngộ lắm. Hình như là đối với cái cảnh duyên cuộc sống không còn lo sợ nữa. Rồi người chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, từ từ quý vị cũng sẽ không sợ chết luôn, bệnh đau cũng không có sợ gì hết trơn. À, cái này nếu quý vị mà có cái tâm chân thật niệm Phật thì sẽ có cảm giác, có cảm giác, phải nhớ. Và cái công đức niệm Phật á, nó có thể hóa giải được bệnh hoạn và kiếp nạn trong gia đình. Ấn Tổ ngày nói rằng trong gia đình có người bị bệnh, có người tâm thần, hay là con cháu sanh ra mà chậm nói chuyện, người làm cha làm mẹ ông bà niệm Phật hồi hướng cũng được có kết quả. Chỉ cần có cái tâm tin tưởng và chân thật niệm thì nhất định là có kết quả. Nhớ. Nên khi mà người có thiện căn thì nhất định sẽ tin. Còn người mà không đủ nhân duyên, tự nhiên họ nghĩ làm gì tự nhiên niệm câu Phật hiệu với tự nhiên cái nó được nhiều cái lợi ích như vậy, làm gì được như vậy. Quý vị biết rằng con người chúng ta nó khổ, nó nặng nề, nó phiền não là do gì? Cái tâm của mình nó phóng túng dữ quá, nó không có cái chỗ nào mà gom nó lại được hết chứ. Nó phóng dữ quá, nó chạy tùm lum hết trơn á, nó nghĩ loạn xạ, nó nghĩ giết mà mình mà bế tắc luôn. Thì nhờ có vật hiệu này mà nó quy tâm lại một chỗ, nghĩa là quy tâm lại một chỗ, từ từ nó mới có cái sức định sâu, rồi nó sanh trí tuệ, nó mới nhìn thấu được. Nghĩa là nhờ có vật hiệu này nó gom lại thành một điểm. Còn nếu không thì nó phóng tứ tung hết chứ. Như hôm qua Nhân Đức gặp một cái cô Phật tử này, bởi vì Nhân Đức nói rằng là mình á biết Phật Pháp, nhưng mà cái ban đầu nó đi sai rồi, tức khắc nó thành tạp tu rồi, trời ơi, đúng là nguy hiểm thiệt luôn á quý vị. Chính hôm qua Nhân Đức gặp một cái cô này nè, cũng là làm công ty, cũng có cái kiến thức dữ lắm, nhưng mà cô á biết Phật Pháp, cô biết nhiều quá. Khi mà cô đến cô gặp mình mà cô nói chuyện, Nhân Đức nói Nhân Đức bái cô làm sư phụ luôn á. Cô đến đây cô hỏi Nhân Đức làm gì? Sư phụ. Nhân Đức từ khi mà Nhân Đức học Phật tới bây giờ, thần chú Lăng Nghiêm Nhân Đức chưa bao giờ biết lần nào, mà chưa từng đọc một lần. Cô thì thuộc lào lào, chú gì cô cũng biết, tu thiền cô cũng tu qua, mật tông cô cũng tu qua, cô tu rất nhiều môn, cô tu quá trơn. Mà cô đến đây cô hỏi Nhân Đức làm chi? Nhân Đức bái cô làm sư phụ luôn á. Nhân Đức không biết một cái gì, nó thật lòng là không biết. Mười mấy năm nay Nhân Đức học Phật, Nhân Đức chỉ có niệm Phật thôi à. À, chân thật chỉ có niệm Phật, chỉ có đúng Pháp Môn Tịnh Độ Nhân Đức tu mười mấy năm. Còn cô thì cô học Phật 7-8 năm nay, mà cô biết quá nhiều pháp môn cô tu, cô biết quá nhiều chùa, cô biết quá nhiều vị thầy. Cuối cùng bây giờ cô sao quý vị biết không? Đơ vậy đó. Thêm một cái nữa là gì? Trách quý thầy. Là đi đến chùa gặp á, quý thầy cái này cái kia, rồi nói với cô những lời nói này, lời nói kia. Rồi cô này thì cũng có sắc. Cô cũng nói là đi đến chùa quý thầy chọc ghẹo cô, rồi có những cái hành động kỳ cục với cô nữa. Cô mất lòng tin với Phật Pháp, mà đi đến đâu cũng được dạy một cách tu. Đi đến đâu cũng dạy một cách tu. Bây giờ con không biết tu làm sao, con không biết nghe lời ai nữa, rồi con không biết như thế nào thế nào. Quý vị thấy nguy hiểm không quý vị? Cũng biết Phật Pháp nhưng mà cuối cùng trở thành bệnh hoạn kỳ cục như vậy đó. Là do gì? Học tập. Thì Nhân Đức nói, Nhân Đức thì không có biết nhiều, nhưng mà Nhân Đức hỏi cô một câu nè. Một con người đi học nghề, vừa học nghề này chưa xong đi học nghề khác, học nghề khác chưa xong học nghề khác nữa, vậy cuối cùng cô có gan nghề không? Cô nói dạ không. Thì cô đó, cô học nhiều nghề quá,
Chưa có nghề nào xong hết là cô đi tìm nữa rồi. Cuối cùng cô loạn tâm luôn. Cái bệnh này không có ai cho cô chứ, mà do chính cô tạo ra cái bệnh cho chính mình. Những đức học Phật thì không đến nỗi bị bệnh. Càng học Phật thì càng vui. Không biết gì nhiều chứ mà càng học thì càng vui. Vì sao? Vì những đức chỉ có biết niệm Phật thôi à. Càng học Phật học ra một con người đơn giản. Không biết cái gì nhiều trở thành một người đơn giản, bình dị. Và càng học Phật thì chú trọng cái chỗ mình là người học Phật, mình phải là người an lạc, mình là người niệm Phật thì mình phải là người vui. Sống trong cảnh duyên nào mình cũng an lạc, mình cũng vui. Đối với việc được việc mất nó không chối buộc được mình. Người ta khen mình không dính mắc lời khen. Người ta chê mình không dính mắc cái chê đó. Chỉ học vậy thôi. Và học cái mà những cái gì mình sai mình phải sửa từ từ. Con đường này mình đi mình phải dọn. Có nghĩa là mình đi đoạn đường này thì con đường này mình phải dọn. Vậy thôi. Đó. Cứ sửa từ từ rồi thấy học Phật có cái hay, niệm Phật có cái hay. Rồi cứ đi lâu dài tự nhiên có kết quả. Nên nhiều vị không học nhiều, nghe nhiều, biết nhiều nhưng cuối cùng thành bệnh nhiều. Hòa Thượng Tịnh Không người nói câu á, hiểu biết nhiều phiền não nhiều, rất là rõ ràng. Hiểu biết ít phiền não ít. Vậy thì ai muốn phiền não nhiều thì đi biết nhiều. Người ta biết nhiều không phải là phiền não nhiều. Mình thì biết nhiều phiền não nhiều là vì mình biết nhiều mà thành tạp. Người ta ngày xưa hiểu biết nhiều là hiểu biết, thông hiểu. Rồi người ta học tiếp tục là thông hiểu. Thông hiểu thì sanh trí tuệ. Còn mình là không hiểu mà bỏ vào thêm. Giống như ăn một chén cơm chưa tiêu mà còn ăn thêm một chén nữa. Hai chén rồi chưa tiêu, ăn thêm nữa. Cứ là muốn ăn nhưng mà nó không tiêu hóa. Thì quý vị nghĩ cơ thể này sao? Thì cũng y rang học Phật thôi. Thà chúng ta ăn một món đồ ăn nào đó nó dễ tiêu hóa. Tiêu hóa rồi chúng ta ăn nữa thì được. Còn nếu như chưa tiêu hóa thì tạm ngưng, đừng có ăn tiếp nữa. Thì cũng giống hệt như học Phật. Đã học chưa hiểu thì đừng có nên tìm nhiều quá. Càng tìm nhiều thì chúng ta càng tạp nhiều, sanh phiền não nhiều. Cuối cùng con đường đi này mình bị bế tắc luôn. Nên câu Phật hiệu này hay lắm. Rất là hay. Tại vì sao? Vì đi đứng nằm ngồi niệm được nên hay. Và trong tất cả cảnh duyên nào cũng niệm Phật được nên hay. Nên cái công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn là gì. Ở nơi đâu cũng niệm Phật được nên hay. Lúc mình vừa cái tâm sân hận bực bội thì mình câu Phật hiệu mình phát lên mình niệm được nè. Lúc mà cái tâm mình nó quá vui sướng thì câu Phật hiệu cũng niệm lên được nè. Khi cái tâm mình mà nó được người ta khen mà mình nó quá dính mắc cái lời khen thì cũng niệm Phật được nè. Còn lúc mình không biết chánh tà, mình ngu si thì mình cũng có thể niệm Phật được nè. Có nghĩa là trong cảnh duyên nào mình cũng có thể niệm câu Phật hiệu này để nhắc mình được. Nên cái công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn là gì. Mỗi lúc mỗi nơi đều niệm Phật được. Người lớn cũng niệm Phật được mà trẻ em cũng niệm Phật được. Bà bầu cũng niệm Phật được. Thấy không? Con nít mới đẻ cũng nghe câu Phật hiệu được nữa. Nghĩa là câu Phật hiệu này nó rất là hay quý vị. Mà mình tu được mà mình hướng dẫn người ta cũng được nữa. Mà mình dễ tu, mình hướng dẫn người ta cũng dễ tu nữa. Có nghĩa là cái người tu Pháp Môn Tịnh Độ này phải nhớ nha. Có rất là nhiều người tu Pháp Môn Tịnh Độ nhưng đều họ không phải là tu pháp nhị lực mà họ đều là tu pháp tự lực. Dù là niệm Phật nhưng họ đi vào cái pháp tự lực tu không à, chứ không phải nhị lực. Nào là họ niệm Phật, họ nói rằng là bây giờ niệm Phật phải tâm thanh tịnh sao, phải tiêu chuẩn sao mới được giải sanh. Không có tiêu chuẩn gì hết trơn á. Chỉ cần chân thật niệm Phật và dù gặp cảnh ngộ gì cũng nắm câu Phật hiệu thì niệm tới cùng. Dù ai có nói gì, bài xích cái gì, mình cũng niệm câu Phật hiệu tới cùng. Có nghĩa là ai có nói mình sao, mình cũng niệm câu Phật hiệu này. Quý vị coi trong kinh Vô Lượng Thọ nguyện thứ 18: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta đến khi mệnh chung. Chỉ cần niệm được từ một niệm cho đến 10 niệm thì ta là Phật A Di Đà, sẽ đến tiếp dẫn người đó giảng sanh về thế giới cực lạc, ngoại trừ những người
tạo tội ngũ nghịch vị bán chánh pháp, đúng không? Ngài đâu có nói là các ông các bà phải niệm Phật á, tiêu chuẩn vậy đó, phải đạt tiêu chuẩn như vậy đó. Vậy quý vị coi những người niệm Phật thời xưa người ta không biết một chữ nào hết, vậy thì biết tiêu chuẩn gì? Người ta cũng không biết người ta niệm Phật đó là đạt công phu gì nữa, người ta không biết luôn cái chuyện đó đó quý vị. Thí dụ như Dương Đầu Ngốc, rồi ông Thợ Lò Rèn, rồi đệ tử Pháp Sư Đế Nhàn, toàn là những người rất là đơn giản, không hiểu biết gì, không biết chữ nữa. Rồi Hòa Thượng Hải Hiền, Pháp Sư Hải Khánh, Lão Đức Hòa Thượng, mẹ Hòa Thượng Hải Hiền, đều là những người không biết một chữ nào hết. Họ chỉ là con người lão thật niệm Phật thôi à. Có nghĩa là câu Phật hiệu này họ niệm cả đời, họ không có suy nghĩ rằng niệm đạt công phu gì, mà họ niệm cả đời luôn. Họ không có nghe ai nói cái gì mà họ dao động tâm hết chứ. Họ không có suy nghĩ rằng niệm Phật giảng sanh hay không giảng sanh gì. Họ chỉ có niệm Phật thôi à. Họ chỉ có lão thật niệm Phật thôi. Vậy mà họ thành công. Mà người như vậy giảng sanh phẩm vị còn cao nữa chứ. Giảng sanh phẩm vị còn cao nữa. Nó giống như đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn, không biết một chữ nào, đến xin ông được xuất gia. Ông thấy trong chùa mà không biết một chữ nào gì, bây giờ xuất gia sao mà đọc những cái thời khóa sáng tối mà hiểu đây. Nhưng mà cái ông này ông có cái tâm muốn xuất gia quá. Thì Pháp Sư Đế Nhàn nói giờ xuất gia cho ông, nhưng mà tôi dạy gì ông phải nghe nấy nghe. Tại ngày xưa là bạn bè quen biết. Thì cái ông thợ giá nồi này ông nói rằng là tôi đã cầu xuất gia với ông rồi, thì ông xuất gia cho tôi, ông nói sao tôi nghe vậy. Thì cạo đầu xong rồi chỉ đúng một câu Phật hiệu, xong đưa đến một cái miếu nhỏ cho ở vậy. Có người nấu cơm hai buổi cho ăn. Rồi là xong, ông cứ có niệm Phật, dạy cho ông cứ chân thật mà niệm Phật, tới giờ ngủ nghỉ thì ngủ nghỉ, tới giờ ăn thì ăn, ăn xong niệm Phật, ngủ nghỉ xong thức dậy niệm Phật. Ông cứ chân thật ông làm vậy. Vậy đó mà có mấy năm thôi, ông biết ngày giờ ông giảng sanh. Khi ông giảng sanh là ông đứng ông giảng sanh. Ông đứng ông giảng sanh. Xong rồi người ta đến người ta báo cho Pháp Sư Đế Nhàn, bạn đi bạn về mất mấy ngày đường, vậy mà vẫn đứng y nguyên như vậy để đợi Pháp Sư Đế Nhàn đến. Pháp Sư Đế Nhàn là bậc cao tăng trong thời đại đó, đến gặp một cái là tán thán rằng phương trượng chủ trì giảng kinh thuyết pháp cũng không bằng ông. Ông xuất gia thiệt là xứng đáng, dù là không có học kinh giáo, không hiểu biết gì, nhưng thật sự ông xuất gia là xứng đáng. Phương trượng chủ trì giảng kinh thuyết pháp không bằng ông, vì ông thành tựu, thật sự thành tựu thù thắng. Nó một câu vật hiệu thôi à, tin không? Chúng ta là do không đủ thiện căn nên mình cực khổ quá trời luôn vậy đó. Mà niệm Phật mà bây giờ mình nói, bây giờ mình niệm Phật mình phải thêm cái gì nữa thì thêm cũng được. Nếu muốn thêm thì thêm, đúng không? Muốn thêm thì thêm thôi, sao mà không được. Còn nếu mình thấy một câu vật hiệu đủ thì cứ đủ thôi. Ví dụ như mười mấy năm nay những đức niệm Phật, những đức cứ niệm hoài vậy. Những đức thấy cuộc sống, những đức thấy thoải mái, vui vẻ vô cùng. Hình như những đức trong đầu không có cái gì thêm hết quý vị. Nếu những đức ngồi nói chuyện với ai mà nhiều kiến thức quá thì những đức cứ nghe hoài vậy đó, không nói một câu gì hết á. Nhưng nếu những đức nói chuyện với ai mà cùng tần số niệm Phật thì những đức nói chuyện qua lại thoải mái lắm. Còn lúc mà ai mà nói chuyện kiến thức này kiến thức kia, pháp này pháp kia tu thì những đức cứ ngồi nghe. Những đức cứ ngồi nghe thoải mái, không có cái gì mà trở ngại chứ á. Thì những đức thấy rằng là tu mười mấy năm, những đức càng tu càng vui, càng tu càng thích. Và những đức thấy rằng pháp môn tịnh độ này hướng dẫn được nhiều người quá. Cả con nít đến chùa mình lớp đệ tử quy mà cũng hướng dẫn được nữa. Con nít đến chùa mình nhiều, cháu biết niệm Phật lắm quý vị. Rất là nhiều cháu biết niệm Phật. Rồi người mù sắp sửa tổ chức nè, thứ sáu chúng ta tổ chức người mù nè. Đó quý vị coi, nếu quý vị mà đến dự chương trình, quý vị coi người mù. Ôi, người mù đến chùa mình niệm Phật. Nào là mù, nào là què hoặc, nào là si cầu que, nào là lết. Mù mà còn lết, còn si cầu que luôn nữa chứ. Vậy mà vẫn còn cái miệng là niệm Phật được à. À, có những người mà quý vị nhìn thấy không, con mắt lỗ mũi nó liếp lại hết trơn. Vậy đó mà khi niệm Phật thì dùng cái miệng niệm quá trời luôn. Niệm có Phật hiểu quá trời niệm gì đó. Nói quý vị coi, nếu ngoài pháp môn á, tịnh độ này sao quý vị hướng dẫn được đây. Những người mù này đây,
Thấy rõ ràng không? Tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Và Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói thờ mạt pháp này, dù là nhiều người tu hành nhưng không có một người đắc đạo, duy chỉ có những người tín nguyện niệm Phật này mới có cơ hội được đắc đạo, thành tựu con đường giải thoát. Nó rất là rõ ràng, nên mình phải tin đó nghe. Cái lòng tin này nó phải thật là kiên cố đó, nó mới tu lâu dài được. Còn nếu không mà có lòng tin kiên cố, quý vị tu chừng 1-2 năm là bị bỏ cuộc đó. Bây giờ những đức hỏi những vị trưởng đoàn này, quý vị dẫn người đi tu này, quý vị thấy rõ ràng không? Chừng 1-2 năm là bắt đầu nó rớt quá trời lượng, đổi người mới đúng không? Rất là nhiều mà, đổi dữ lắm á. Trời ơi, quý vị biết rằng là phàm phu mình bây giờ nghe quý vị, ví dụ như nghe cái gì á, cô, cái nơi đó có cái ông đó nghe, ông đứng ở dưới, ông nhảy một cái lên tới lóc nhà cô ơi, lộn mèo trên quá trời trên luôn. Nói gì, ghê vậy đó hả? Trời, dẫn tôi đến đó tôi coi thử. Biết à? Nghĩa là họ thích nghe những cái điều mà nó phi thường gì, ngộ lắm, thấy không? Rồi bắt đầu là họ nghe nói mà ở đâu có cái ông đó mà tự nhiên ông ngồi ông nói chuyện vài câu, cái ông kêu ma đến quá trời luôn, ông nói chuyện với ma đồ quá trời, nói ông nói ghê gớm lắm. Bắt đầu là ào đến, hoặc là nhập xác đồ, kêu đồ ra đồ này kia, là tự nhiên ma thì sợ nhưng mà thấy nhập xác thì phải coi, mà coi rồi thì sợ quá, ghê quá, nhưng mà phải lại coi thì coi, đúng là chúng sanh mình đúng không? Nó như vậy đó. Nó nên từ nơi đó quý vị biết rằng là rõ ràng chúng sanh mình thích những cái mà nó phải là cái gì vi diệu, cái gì mà nói là như là nó lạ thường độ này kia, phải không? Còn nói cái chuyện mà đơn giản mà niệm câu Phật hiệu là không đơn giản đâu. Nói tiếp nhận lâu dài không dễ đó vị. Tuy ngồi trong đây đông gì đó, nghe cứ nghe vậy đó, nhưng mà để mà cái người mà phát tâm mà niệm Phật á, kiên cố tâm lâu dài, quý vị khó tìm người đó lắm á. Nó giống như quý vị biết rằng mỗi tuần chủ nhật á, thì đến thì cứ đến. Quý vị biết rằng nếu mà biết tiêu khiển thời gian bằng những cái buổi gì thì cũng hay, cũng được. Nhưng mà nói cái người á, mà tín nguyện niệm Phật á, mà gặp cảnh ngộ gì cũng niệm Phật, gặp sự cố gì cũng niệm Phật, không lo sợ, không có buồn phiền gì hết trơn, là quý vị trong số lượng đông người này quý vị tìm cũng không có nhiều đâu. Nên nghe thì nghe vậy đó. Nó nhưng mà hành trì là một cái lẽ khác nữa. Chính quý vị dẫn đoàn đi, quý vị đừng có nản. Quý vị cứ dẫn đi, người nghe qua thì kết duyên cũng có phước, người hành trì thì có công đức thù thắng. Có nghĩa là mình cứ dẫn người ta đi thì dẫn người ta đi. Những đức nói những vị mà trưởng đoàn, quý vị mà có duyên mà dẫn ta đi tu nghe, duyên này thù thắng lắm á. Nó cứ chân thật mà làm việc này đi, cứ gieo duyên cho người ta biết pháp môn tịnh độ này đi quý vị, nhất định sẽ có cơ duyên đắc độ về sau, đừng có lo. Còn ai không đi thì thôi, chứ người ta không đi đừng có chửi người ta nghe trời. Có nhiều bà cũng vô duyên lắm á, dẫn người ta đi tu tự nhiên người ta không đi, nó đi đến chỗ khác đi tìm người ta, kiếm người ta, tìm kiếm chi à? Hỏi chị tôi dẫn gì đi tu mà giờ tại sao mà chị không đi mà ở chỗ thầy nữa, mà chị đi đâu tùm lum la chừng à? Tôi thấy chị tôi bực bội chị lắm rồi đó nghe, làm mất mặt lắm á nghe, không em muốn kiếm chuyện. Vô duyên ghê không? Nghĩa là mình có duyên mình dẫn người ta đi, người ta không đi nữa thì thôi kệ người ta. Ví dụ như mình dẫn đoàn đi 100 người, từ từ còn 50, từ từ còn 20, từ từ còn 10 người, từ từ còn có mình, vậy là mình đoạt tiêu chuẩn. Mình đạt tiêu chuẩn đúng không? Trời ơi, một mình dễ đi hơn, tại vì mình có duyên mình dẫn người ta đi, mình không có bỏ người ta được. Mình có duyên, lúc này mình có duyên mình dẫn người ta thì mình phải dẫn đi thôi, chứ dẫn người ta đi cũng tổ chức đoàn xe rồi cũng cực thấy mồ, hiểu không? Còn nếu không ai đi nữa thì mình đi. Trời ơi, mình thuê chiếc xe con chạy tép 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 đi đó, ngon vô cùng quý vị, khỏe chưa? Nó khỏi cần sắp xếp cái gì bực bội mệt mỏi chân đúng không? Rồi cái này là quá khỏe, khỏe vô cùng luôn. Thí dụ như về chùa mình, người ta đến đông gì thì những đức phải lo, những đức phải nói chuyện. Nếu quý vị không đến thì ngày nào những đức cũng đi xuống nhà ăn cơm, khỏe re khỏi cần lên ngồi nói chuyện sùm, nói tứ tung hết trơn quý vị coi, khỏe vô cùng. Đến thì cũng được mà không đến thì cũng được. Vậy á, thì mình là người niệm Phật á, đối với cảnh duyên thế gian này nó không buộc ràng được mình, vậy thì mình luôn luôn an lạc và tự tại đúng không? Đó, nó rõ ràng, cái này là nói 100% luôn nha, chứ không phải nói rằng là người ta đến đây đông gì mà những đức nói là tôi ngon lành, không có ngon lành gì chứ á.
Lúc này là đang có duyên thì làm được gì thôi, còn hết duyên là nó không có ai đến đây đâu. Nghĩa là mình lúc có duyên thì mình chân thật làm thôi, chứ cái gì mà hay ho. Nhờ niệm Phật đó, lập thân hành đạo là nhờ niệm Phật mà ra. Chứ không, mình không có cái bản lãnh gì hết trơn á. Nếu mà những đứa không niệm Phật, những đứa đâu có một chút bản lãnh gì đâu. Nhờ niệm Phật là có bản lãnh à, ngộ vậy đó. Ai mà tin không, niệm Phật là có bản lãnh đó. Bản lãnh là gì? A Di Đà Phật. Rồi, bản lãnh A Di Đà Phật. Còn bản lãnh gì nữa không? Không, A Di Đà Phật không được không? Tôi nói cho ông, cho bà biết nha. Cái bản lãnh con người lớn nhất là con người mỗi ngày vui vẻ. Ông bà công nhận không? Những đức nói từ cổ chí kim tới bây giờ, tất cả anh hùng hào kiệt hay là bậc trí tuệ nào cũng vậy chứ. Nếu mà thật sự thấu hiểu được cuộc sống nhân sinh, như vậy quý vị không tin rằng là niềm vui là đỉnh cao nhất của cuộc đời con người hả? Bản lãnh con người lớn nhất là quý vị sống trong cảnh duyên nào cũng vui hết trơn á. Đây là bản lãnh lớn nhất của con người đó. Chứ không có nói vào cái học vị lớn gì hết trơn á. Quý vị học vị lớn nhưng mà quý vị mỗi ngày phiền não buồn phiền, cái này không có nói bản lãnh gì hết trơn á. Trời ơi, quý vị làm được bao nhiêu công chuyện, bao nhiêu việc cho thế gian, nhưng mà mỗi ngày cái mặt bực bội khó chịu, vậy bản lãnh gì chàng? Cái này không có ham, có không ai muốn gặp quý vị nữa. Bây giờ không có một cái học vị nào, nhưng quý vị có nụ cười được không? Quý vị biết cười nè, quý vị tha thứ nè, quý vị khoan dung nè, quý vị tự tại nè, quý vị không nặng nề với tiền bạc danh tiếng nè, quý vị làm đi. Đây là bản lãnh đó. Mà bản lãnh này từ đâu ra? A là Vô Di Đà là lượng, Phật là giác, chứ đâu ra hả? Thì câu Phật hiệu này niệm lâu ngày nó giác ngộ, thì từ trong đó mà sanh ra. Hiểu rồi thì tự nhiên mình không bị cái thứ này buộc ràng nữa, nó vô cùng tự tại. Thí dụ như chủ nhật này quý vị có thể được đi chơi, nhưng vì sao quý vị đi đến đây? Đi đến đây còn cười nhiều hơn đi chơi nữa, mà còn ngồi được niệm Phật nữa, không tốn tiền nữa, thấy không? Ngồi mát mẻ bình yên, nó nghe chia sẻ Phật pháp, rồi xuống nhà ăn ăn cơm ngồi bên nhau, nó kết duyên được bao nhiêu con người biết tu nữa. Nếu hiểu ra thì thấy ồ, đúng là ngày chủ nhật là cái ngày mà chúng ta đến để mà gọi là giải tỏa tâm đặc sắc thiệt. Tại vì sao? Vì nhiều người cái tâm thiện nó đang phát lên, nên những đức nói cái người mà hiểu á, thì ngày chủ nhật này là ngày mà chúng ta có thể tiêu khiển thời gian đặc sắc nè. Dù á, là chúng ta chưa nói gì cái chuyện niệm Phật giải thoát gì chứ, nhưng mà ngày chủ nhật này là ngày tiêu khiển thời gian vẫn là hay hơn, nó vẫn có phước hơn là đi vòng vòng cơ cơ, đi tùm lum tùm la không được cái gì, đi mà còn nặng nề, còn mệt mỏi, còn tốn tiền, mà còn sân si nữa chứ. Còn đi đến đây ít sân si nghe, ít đó gì, ngồi gì ai nói gì gì mà sân si, tự nhiên ngồi nhiều sân si hả? Sân si chi vậy? Không, ngồi thì ai cũng cùng ngồi, còn ai ngủ thì kệ người ta, ai ngáp thì kệ người ta, còn mình cứ mình cứ bình thường thôi. Tự nhiên những đứa vừa nói cái vụ ngáp, có cô gì cũng ngáp, nó ồ. Thì thấy không? Nên tự nhiên đó nghĩa là tự nhiên vô cùng, mỗi một con người cái trạng thái của con người, người ta kệ người ta thôi. Ví dụ như người ngồi tỉnh, người ngồi buồn ngủ, người ngồi hôn trầm, người ngồi đau chân, người ngồi không đau chân, cái này trong đây nó tùm lum hết trơn á. Mà chúng ta cùng là mục tiêu, chúng ta cùng ngồi chia sẻ Phật pháp vậy là được rồi đó. Miễn sao mà chúng ta học ra được một cái tâm gì nó an lạc, mà muốn cái tâm này an lạc thì phải cái tâm này nhớ cái gì? Nhớ Phật. Quý vị suy nghĩ đi, phải là nhớ tiền bạc danh tiếng, nhớ gia đình, nhớ con cháu, nhớ cả đời, nhớ vẫn không giải quyết xong. Mà cái này nó nhớ nó lại tích tụ tới tuổi già, nó sanh ra khổ đau cùng cực. Tóc thì mau bạc, mặt thì mau nhăn, lưng thì mau còm, chân thì mau mỏi, đúng không? Nghĩa là cái bệnh này nè, cái bệnh này nó làm cho cơ thể con người mình nó hao tổn lớn nè. Nhưng mà mình chỉ cần nhớ Phật thôi, con người mình nó rất là tự tại. Những đức thấy bao nhiêu trăm bà già trong chùa mình quý vị, gương mặt bà tươi rói à, mà bà ăn cơm nhiều lắm nha quý vị. Hồi mấy bà già trong chùa mình bà ăn nhiều lắm nha. Như đức nói thật á, công nhận người già mà ăn uống, mà mình nói đâu không phải mình cười với bà cụ, nhưng mà như đức mừng cho mấy bà cụ già, bà già mà bà ăn uống được. Rõ ràng quý vị ơi, cái phương pháp lễ Phật này mấy bà cụ mình bà ăn ngon lắm quý vị ơi. Mà chùa mình ăn đâu có cái gì mà đặc biệt quá đâu. Vì mà những đức thấy mấy bà cụ mình á, tại vì mấy cô dọn ra tô không à,
Chùa mình là ăn tô không mà quý vị. Người niệm Phật là phải ăn tô chứ không ăn chén. Thì biết rằng mấy bà cứ bớt một tô xong mấy bà múc đồ ăn nha. Mỗi bà mấy bà múc, múc mấy bà bỏ vô cái tô. Bỏ xong rồi bà ăn hết, bà múc thêm nữa, tiếp tục. Thêm nửa tô nữa, là ăn tô gửi. Thêm trái chuối nữa chứ. Thêm cái bánh nữa. Có khi thêm chén chè nữa. Mới nói phần của tôi mới ăn. Thì coi nên tại sao Phật tử vô chùa mình mà một tuần lễ là lên ký. Ngộ thay là rất là nhiều người đi đến chùa mình chừng một tuần là lên ký à. Tuần là lên ký là ngộ vậy đó. Thế vị nghĩ đi. Ăn được, ngủ được. Ăn được, ngủ được mà tâm bình yên nữa chứ. Rất là bình yên luôn. Nhận Đức nói với vị á, ví dụ như giờ vô chùa mình tuần hai tuần đi, vô đây tu đi. Quý vị chỉ cần cầm tiền xe theo để mà bận tiền xe đi đến đây, rồi bận tiền xe đi về. Vậy thôi. Rồi không có đem của cải vật chất, đem điện thoại gì theo hết. Xong ha. Quý vị vô đây vị tu, đăng ký xong, sắp xếp chỗ cho vị ở. Rồi quý vị mỗi thời cứ lên tu, tu xong xuống ăn cơm. Ăn cơm xong về nghỉ ngơi, nằm ngủ giấc. Ngủ giấc xong rồi thức dậy đi tu. Đi tu xong đi ăn cơm. Ăn cơm xong đi tắm. Đi tắm xong chút đi tu nữa. Đi tu nữa xong cái chút về đi chơi vòng vòng cái đi ngủ. Quý vị biết ngủ mở cửa chẳng quạt ra, không có ăn trộm ăn gì mà mình sợ nữa chứ. Không có bận tâm cái nhà này ai lấy của cải gì hết trơn. Cứ nằm phành tay ngủ. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị. Ai khi nghe Phật Pháp cũng sống được an lạc trong cái cõi đời này. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều niệm Phật để cầu sanh về cực lạc nha. Dạ ai vô đầu Phật. Chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh